Thông cáo báo chí phiên họp thứ 3 của Ban chỉ đạo phòng chống tham nhũng, tiêu cực tỉnh Hưng Yên. Ngày 23 tháng 12 năm 2022, tại trụ sở tỉnh ủy Hưng Yên, Ban chỉ đạo phòng chống tham nhũng, tiêu cực tỉnh, viết tắt là Ban chỉ đạo, họp phiên thứ 3 dưới sự chủ trì của đồng chí Bí thư tỉnh ủy, trưởng Ban chỉ đạo nhằm đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ từ khi thành lập Ban chỉ đạo phòng chống tham nhũng, tiêu cực tỉnh đến nay, đồng thời thông qua chương trình công tác năm 2023 và chương trình kiểm tra giám sát năm 2023 cho ý kiến lãnh đạo chỉ đạo đối với 6 vụ án vụ việc thuộc diện ban chỉ đạo theo dõi đôn đốc chỉ đạo. Kể từ khi được thành lập, ban chỉ đạo đã thực hiện nghiêm túc đồng bộ nhiệm vụ quyền hạn được giao tham mưu kịp thời với ban thường vụ tỉnh ủy về công tác phòng chống tham nhũng tiêu cực, nhất là triển khai chủ trương đường lối của Đảng, chỉ đạo hướng dẫn của ban chỉ đạo trung ương, thường trực ban chỉ đạo trung ương của đồng chí Tổng Bí thư trưởng ban chỉ đạo trung ương về phòng chống tham nhũng tiêu cực và pháp luật của nhà nước về phòng chống tham nhũng tiêu cực kịp thời ban hành và triển khai hiệu quả quy chế làm việc phân công nhiệm vụ chương trình công tác và nhiều văn bản ban chỉ đạo đã họp 3 phiên và thường trực ban chỉ đạo đã họp 5 cuộc phối hợp với các ngành các cấp bài bản chặt chẽ hơn nhờ đó công tác phòng chống tham nhũng tiêu cực của tỉnh hưng yên có sự chuyển biến tích cực về nhận thức người đứng đầu cán bộ đảng viên và kết quả đạt được rõ nét hơn của các cấp ủy, cơ quan, đơn vị đã khẳng định chủ trương của Đảng về thành lập Ban chỉ đạo cấp tỉnh là hoàn toàn đúng đắn. Đồng thời, kết quả đạt được bước đầu của Ban chỉ đạo khá toàn diện, rõ nét, thể hiện sự quyết tâm, quyết liệt, nghiêm túc và trách nhiệm của Ban chỉ đạo, thường trực Ban chỉ đạo, các thành viên Ban chỉ đạo trong công tác phòng chống tham nhũng tiêu cực. Ban chỉ đạo, thường trực Ban chỉ đạo thường xuyên nghe ba ngành làm án gồm Công an tỉnh, Viện kiểm soát nhân dân tỉnh, Tòa án nhân dân tỉnh báo cáo tiến độ điều tra, truy tố xét xử các vụ án, vụ việc thuộc diện ban chỉ đạo theo dõi, chỉ đạo và cho ý kiến chỉ đạo, tháo gỡ khó khăn, vướng mắc, đẩy nhanh tiến độ, yêu cầu cơ quan có thẩm quyền tiến hành thanh tra, kiểm tra một số vụ việc vi phạm pháp luật trong lĩnh vực kinh tế, đất đai, xây dựng, đầu tư gây bức xúc trong dư luận để xử lý nghiêm các hành vi vi phạm pháp luật, đồng thời chỉ đạo chuyển hồ sơ vụ việc có dấu hiệu hình sự sang cơ quan điều tra xem xét, xử lý theo quy định, đồng thời theo dõi, giám sát quá trình giải quyết nhất là vụ án xảy ra tại dự án đầu tư xây dựng khách sạn, nhà ở liên kề do công ty cổ phần thực phẩm xuất nhập khẩu Hưng Yên làm chủ đầu tư. Đến nay, ban chỉ đạo đã quyết định đưa 4 vụ án, hai vụ việc phức tạp dư luận xã hội quan tâm vào diện ban chỉ đạo theo dõi đôn đốc, chỉ đạo, trong đó có 3 trên 4 vụ án đã kết thúc điều tra, Một trên 4 vụ án đã được đưa ra xét xử. Đó là vụ án xảy ra tại ngân hàng nông nghiệp và phát triển nông thôn chi nhánh huyện Ân Thi. Quan điểm, nguyên tắc của ban chỉ đạo đối với các vụ án, vụ việc thuộc diện ban chỉ đạo theo dõi đôn đốc, chỉ đạo là phải đảm bảo đúng pháp luật, nghiêm minh, minh bạch, đúng người, đúng tội, không bỏ lọt tội phạm, hành vi phạm tội, không có vùng cấm, không có ngoại lệ, dù bất kể người đó là ai, không chịu áp lực của bất kỳ tổ chức và cá nhân nào, đồng thời phải thu hồi triệt để tài sản bị chiếm đoạt, thất thoát. Qua công tác lãnh đạo, chỉ đạo của ban chỉ đạo, đặc biệt là việc chỉ đạo sát sao các cuộc thanh tra, kiểm tra, thúc đẩy công tác điều tra, truy tố, xét xử xử lý nghiêm minh các vụ án, vụ việc phức tạp, dư luận xã hội quan tâm đã thực sự có tác động lan tỏa, răn đe, cảnh tỉnh, nâng cao ý thức trách nhiệm của cán bộ, đảng viên trong thực thi pháp luật và phòng chống tham nhũng tiêu cực. Phòng chống tham nhũng tiêu cực là nhiệm vụ cấp bách với lâu dài, phải tiến hành kiên quyết, kiên trì, liên tục với các bước đi vững chắc trên mọi nhiệm vụ và có trọng tâm, trọng điểm, đồng thời phát huy sức mạnh tổng hợp của cả hệ thống chính trị và nhân dân trong tỉnh dưới sự lãnh đạo của tỉnh ủy. Thời gian tới, ban chỉ đạo sẽ tích cực, chủ động hơn nữa trong việc tham mưu với ban thường vụ tỉnh ủy, phối hợp chặt chẽ giữa các lực lượng mặt trận Tổ quốc Việt Nam và các tổ chức chính trị, xã hội, đặc biệt dựa vào nhân dân trong công tác phòng chống tham nhũng tiêu cực. Ban chỉ đạo phòng chống tham nhũng tiêu cực tỉnh Hưng Yên trân trọng thông báo